ông thường đưa bà anh đi dạo vầy trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp trống sờ. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngày ngồi đầu môi. Và thời ấy mình gì lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Yeah, và đó là lời ông nói. Có mình em là không được hai vị ban giám khảo bình chọn thôi, thì hiện tại thì em nghĩ là nguy cơ ra về của em rất là cao và em đang rất là buồn và tiếc. Dạ không, em không thấy cơ hội của mình nhiều ở live show này nữa.